chào quý khán giả và bà con ngư dân. Dự báo từ ngày 16 tháng 4, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, phía bắc của vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Đối với khu vực giữa đến nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió cũng chuyển dần sang hướng đông bắc trong những ngày tới. Tuy nhiên, cường độ không quá mạnh, cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp 4, cấp 5, cùng mưa rông xảy ra vài nơi nên nhìn chung ít gây trở ngại cho tàu thuyền có trọng tải lớn. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, cường độ gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,75 đến 2,55 mét. Thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực biển này. Trong đêm nay và ngày mai, tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, tình trạng biển chưa có nhiều biến đổi. Gió đông bắc đến đông hoạt động cấp 3 đến cấp 4, sóng cao dưới 1,75 mét. Mưa rào chỉ xảy ra vài nơi tại vùng tiếp giáp biển nên nhìn chung tàu thuyền vẫn có thể lưu thông bình thường. Tuyến hải trình Vũng Tàu ra Côn Đảo, dự báo trong đêm nay và ngày mai tại đây gió thổi yếu, tình trạng biển ổn định, sóng thấp dưới 1,5 mét. Ban ngày thời tiết ổn định, về chiều mưa rông xuất hiện ở một vài nơi nên nhìn chung ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió thổi nhẹ nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 1 mét, trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng và thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải trên khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!